Ở đây ai sống quận 4 không ạ? Ai sống quận 4? Có ai sống quận 4 không? Quận 4 ai đẹp trai nhất? Chết. Vậy là cái đó không phải là tin Việt à? Tin real hả? Ngay bây giờ hãy chạm vào chạm pháo tay thật lớn để chào đón Nam Dương quận 4, Quốc Khánh. Dài quá, dạ. Dạ, dài quá trời dài luôn. Dạ, một lần nữa, Nam Dương Quốc Khánh xin kính chào quý vị khán giả. Một người đẹp trai thì chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nha. Em vô thẳng vấn đề luôn. Cho em hỏi mọi người, ở đây mặc dù em biết là đa số tất cả chúng ta đều là người lớn đúng không? Nhưng mà em hỏi mọi người phải trả lời một câu thật lòng cho em biết, đó là mọi người còn thích lì xì hay không? Ai thích giơ tay lên cho em xem thử. Wow. Ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều là những người vô cùng may mắn. Bởi vì em tới đây không những là em diễn, mà em còn tới đây em lì xì cho tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên không phải là tiền rồi. Bình tĩnh lại. Nhưng cái này nó còn giá trị hơn tiền rất là nhiều. Ghê không? Mọi người cảm ơn em trước đi. Em lì xì mọi người cảm ơn em trước đi. Tại cái này nó giá trị lắm. Nó nhỏ thôi nha, trong phòng này biết thôi nha. Thì thời gian gần đây em có lướt spare đó. Spare biết không? Tại không có tài trợ nói thẳng không được. Dạ. Thì em mới phát hiện ra một cái máy. Cái máy này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái mùa Tết vô cùng bình an. Cái máy này nó tên là thiết bị chặn sóng karaoke bình yên ngày Tết. Ê, thì nghe không? Đỉnh chưa? Tức là sao? Tức là cái máy này khi mà chúng ta mua về nhà, chúng ta đặt nó ở trong nhà, xong rồi chúng ta bật cái máy nó lên, thì cái máy này nó sẽ phát ra một cái tần số nào đó, nó phá đi cái tần số của tất cả những máy karaoke xung quanh chúng ta trong vòng 50 mét. Khi mà em đọc cái phần thông tin sản phẩm á, em mới phát hiện ra xuất xứ của cái máy này là ở Việt Nam. Đúng rồi. Thì chỉ có người Việt Nam mới đủ động lực làm ra cái máy này thôi. Đây là một cái máy mà phải gọi là tuyệt vời. Nó là một sản phẩm Việt, giúp người Việt chặn người Việt. Có ai mua chưa? Chưa luôn đúng không? Tốt, đừng mua. Tại vì sao? Tại vì lúc đầu em cũng tính mua như mọi người, nhưng mà em lướt một hồi đó, cái em mới phát hiện ra một cái máy nó còn đỉnh hơn cái máy hồi nãy nữa. Cái máy này là thiết bị phá sóng, thiết bị chặn sóng karaoke. Rồi có nên mua không? Không lẽ giờ mua thêm cái máy hủy sóng, máy chặn sóng, máy phá sóng karaoke bình yên ngày Tết. Đúng không? Làm sao mà chúng ta mua được? Nhưng mà nói gì thì nói, thật sự, đối với riêng em nha, không biết mọi người như thế nào. Với em những cái ngày Tết như thế này á, thì cho dù hàng xóm họ có hơi ồn một tí xíu, em vẫn có thể thông cảm cho họ. Bởi vì cả năm mà mọi người, mình làm việc, mình cực khổ thì em vẫn thông cảm cho họ. Bởi vì họ đây là gia đình em. Gia đình em ồn không phải ồn bình thường. Người ta ồn là một là karaoke ồn, hai là nhậu ồn. Gia đình em vừa nhậu vừa karaoke. Không có cái máy nào chặn được cái họng gia đình em hết. Mà sẵn nhắc tới nhậu, em hỏi mọi người là ở đây Tết có ai nhậu không à? Có ai không à? Có ai can đảm nha, thích nhậu giơ tay lên cho em xem thử được không? Ồ, một vài cánh tay rón rén, cảm ơn. Dạ đây em giơ cao nhất. Em tự khai luôn, em thích nhậu. Nhưng mà nếu như ai hỏi em là nhậu nhiều hay không, em nói không. Thích nhậu hay không? Yes, I like it. Because nó vui. Bởi vì nó vui, mọi người để ý, từ trước giờ tất cả những sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời chúng ta nó đều gắn liền tới cái chuyện nhậu mà chúng ta không hề hay biết. Ví dụ nha,
Khi chúng ta vừa mới sinh ra đời, cái ngày đầy tháng, cái ngày thôi noi của chúng ta, ba mẹ chúng ta vui quá, họ mở tiệc họ làm gì ạ? Nhậu. Rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta ra trường, chúng ta đủ tuổi uống rượu, lúc đó chúng ta vui quá, chúng ta rủ bạn bè chúng ta đi đâu à? Nhậu. Rồi sau này chúng ta biết yêu, chúng ta lấy vợ, chúng ta lấy chồng. Vào ngày đám cưới của chúng ta, quan viên hai họ và dòng họ hai bên, họ sẽ mở tiệc làm gì ạ? Nhậu. Tiếp tục nhậu. Rồi sau này, khi chúng ta già, và khi chúng ta già, ai cũng biết là chúng ta sẽ, đúng không? Và khi chúng ta, thì ngày đám giỗ của chúng ta, con cháu chúng ta nó tưởng nhớ chúng ta quá, nó sẽ làm gì ạ? Hồng cúng mọi người. Cúng cái. Cúng cái. Vé này la nhậu lớn dễ sợ. Ông bà biết ông bà buồn lắm đó. Đúng không? Tới cái lúc đám giỗ này, chúng ta không nhậu. Con cháu chúng ta nhậu, chúng ta chỉ đứng đó chúng ta cười thôi. Nhưng nếu như chúng ta may mắn, chúng ta sống tốt, chúng ta sẽ trở thành tiên, chúng ta sẽ lên trời, chúng ta gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế với các vị chư tiên ở trên đó. Vào ngày lễ hội bàn đào, mọi người cũng sẽ làm gì ạ? Cái này mọi người nói chứ không nói nha. Mọi người nói nha. Mà đúng không? Lễ hội bàn đào có nhậu đúng không mọi người? Nhậu từ trên xuống dưới, nhậu từ dưới lên trên. Ở trên nhậu có đào, ở dưới nhậu cũng phải có đào. Trên một trái, dưới hai trái. Thì tôi nghe tiếng cười của đào nha đào. Tất cả chúng ta đều là người lớn, ai cũng biết một điều là như thế nào. Rượu bia có hại cho sức khỏe đúng không? Mình uống nhiều nó tác động trực tiếp lên cái sức khỏe của mình. Nhưng mà em có một câu hỏi, em tự hỏi là ủa, ví dụ trên đời này mà nó không có rượu bia thì cái thế giới này nó sẽ đi về đâu? Ví dụ nha, rượu bia nó đâu phải là chỉ sử dụng khi mà chúng ta nhậu, nó còn là một cái văn hóa nữa. Người Việt Nam chúng ta vào cái ngày lễ cưới chúng ta có phong tục gì ạ? Uống rượu giao bôi đúng không? Tức là MC sẽ mời cô dâu chú rể bước lên thánh đường, rồi cô dâu chú rể trao nhau ly rượu, uống cái ly rượu đó. Ý nghĩa hình ảnh nó là gì? Trong tình yêu, chúng ta phải biết ngậm đắng nuốt cay. Đúng không? Phải ngậm đắng nuốt cay. Rồi đâu phải uống rượu và đưa bình thường, đưa với đưa chéo tay vậy nè. Thể hiện điều gì? Trong tình yêu chúng ta phải biết làm khó nhau. Rồi sau khi chúng ta làm khó rồi đó, mà chúng ta vẫn uống được cái ly rượu, ok, thì tình yêu chúng ta viên mãn. Cái ý nghĩa nó hay đến như vậy. Mà ví dụ bây giờ tưởng tượng trên thế giới này không có rượu, không có bia thì như thế nào? Không lẽ giờ MC lên giới thiệu, vâng, xin mời Tân Lan và Tân Nhân Nhân của chúng ta, cả hai hãy bước lên thánh đường và trao nhau ly sinh tố mít. Và tiếp theo xin mời song thân hai bên nhà, dạ mời chú ly sinh tố xoài, dạ mời cô ly sinh tố chuối, ha, uống ngọt không được hả cô? Rồi cho cô ly nước đắng luôn mấy đứa ơi. Rồi tiếp theo xin mời quan viên hai họ và dòng họ hai bên là chúng ta cùng nhau đếm 1, 2, 3 để cô dâu chú rể làm nghi thức uống sinh tố da bôi được không ạ? Cùng đếm nha. 1, 2, 3, hút. Rồi đứng hút 1 tiếng rưỡi. Khi nào vô tiệc? Rồi khi ăn đám cưới ở đây, ai ăn đám cưới? Thường thường mình ăn cưới thì mình uống cái gì nhờ? Mình uống bia nó mới vui đúng không? Uống bia và nước ngọt, nhưng đa số chúng ta sẽ uống bia. Và uống bia cái gì làm cho chúng ta vui? Cụm ly. 2, 3, vô! Bọt bia văng đầy trời. Kế bên có thằng kia 100% anh em ơi, vô! Nóc bia nó chạy. Nhìn hình ảnh nó fresh gì đâu. Nó năng lượng, nó hay ho gì đâu. Bây giờ mấy anh ở đây thử tưởng tượng, thế cái ly bia đó là cái ly đá me đi. 2, 3, vô! Đậu phộng văng đầy trời.
Hụt me nhả đầy bàn. Rồi thế giới không có rượu sao? Không lẽ giờ mượn xăm dứa tỏ tình hả? Em biết là có rất là nhiều người họ không đồng tình với ý kiến của em. Đối với họ rượu bia là sai. Nhưng không, đối với em rượu bia nó không sai. Có một số người họ uống rượu, họ không vui, họ cọc, họ quạo. Đối với em, đó là những người nhậu sai cách. Đối với em, nhậu đúng cách, nhậu vui, nhậu tích cực. Thì chúng ta phải hội tụ đủ ba điều. Hội tụ đủ nha, nghe kỹ giùm em. Dạ. Đầu tiên, mồi ngon. Thứ hai, đồ uống ngon. Và thứ ba, đào nữa. Hay đào lắm. Hay đào đồ lắm. Bạn nhậu ngon. Là bạn nhậu ngon là bạn nhậu tốt đó nha. Đối với em, cái bạn nhậu là cái ảnh hưởng nhất. Nó ảnh hưởng tới 90% cái bạn nhậu có vui hay không là do cái người bạn nhậu. Và đối với em thích nhậu vui. Cho nên trong tất cả những buổi nhậu của em không bao giờ nhậu chung với những đứa phá mồi. Khoan, em không phản pháo mọi người đâu. Em không ghét những người phá mồi. Chỉ là em cảm giác là em với những đứa phá mồi là nó không cùng chung tầm nhìn với nhau. Tại vì sao? Đối với em, nhậu là để chia sẻ. Cái quán nhậu nó giống như là cái mái ấm của em vậy đó. Cái bàn nhậu nó là cái gia đình của em. Còn mấy đứa phá mồi, cái quán nhậu không phải là cái mái ấm, không phải là cái gia đình của nó. Mà nó coi cái quán nhậu chỉ là một tiệm cơm trưa văn phòng thôi. Em tới quán nhậu em kêu gì? Khô mực, rồi xoài chua, rồi đậu phộng, mấy món mà ăn thi vị đó. Còn tụi nó kêu món gì à? Cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên cá mặn. Cơm chiên hải sản. Quán nhậu mà bán cơm tấm là bưng ra chẳng mắm ăn luôn đó. Em có một thằng bạn, nó chùm phá mồi, nhưng mà lòng tự ái nó rất cao. Chơi với nhau năm cấp 3 tới giờ, nhậu tới bây giờ cũng là 7-8 năm rồi đó. Mà mỗi lần nó phá mồi, nó dặn mình. Vài bữa trước đây, anh em nói chung là nhậu nhiều quá, mới rủ anh em đi rủ khám tổng quát chung với nhau. Anh em ai cũng lên men gan. Một mình nó mở trong máu. Em kể câu chuyện này ra để mọi người, nếu như bạn bè mình thích phá mồi đừng rủ đi nhậu. Hại bạn đó, phải thương bạn đó. Bớt rủ lại. Muốn nhậu, nhậu chung với mấy đứa ăn kiêng á. Tại vì sao? Đó là những người bạn nhậu lý tưởng. Em có một thằng bạn làm PT. Tính nó như thế nào? Không uống đồ có cồn. Không ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị. Mọi người biết mà. Nhưng mà buổi nhậu nào cũng có mặt nó. Trên bàn nhậu anh em ai cũng cầm ly bia đúng không? Một mình nó cầm ly whey protein. Anh em vô nó cũng vô. Anh em uống nó cũng uống. Anh em say nó cũng say. Chắc nó say đạm á. Đó là những đứa phá mồi. Ngoài những đứa phá mồi ra, em cũng không bao giờ nhậu chung với những đứa giàu hơn em quá nhiều. Không phải mình ghen tức đó. Tại vì mọi người biết sao không? Khi mà nhậu chung với những đứa giàu hơn mình quá nhiều, nó sẽ dắt mình tới những cái quán phù hợp với lối sống của nó. Phù hợp với gia đình của nó. Nhưng không phù hợp với gia tộc của em. Quán nó vô quán nó thì mọi người sẽ nghe những bài nhạc như thế nào à? Của The Weeknd, Justin Bieber, Selena Gomez. Còn vô quán em, mọi người sẽ được nghe nhạc Trường Vũ, Liên Khúc Nghèo. Mà mọi người biết rồi đó, một cái quán mà bật nhạc Liên Khúc Nghèo không thể nào bắt mắt được. Tại trong cái bài hát nó đã nêu lên đối tượng khách hàng mong muốn của nó rồi. Nói thẳng ra là quán của em nhìn nó bình dân, còn quán của nó nhìn sang trọng hơn em. Và cái trải nghiệm của em là gì? Khi em nhậu ở những quán đắt tiền á, em không xỉn được. Chúng ta không thể nào xỉn trong cái tình trạng mà vừa ăn mồi, vừa uống bia, mà vừa làm phép cộng được. Chơi nước suối 75 nghìn.
Cộng chế bia 250, súng gà chiên muối ớt 360, bò bít tết 620, cộng lại cho 75 nhân tao 2 triệu. Ha, cái gì? Vô! Chết mẹ, tính lại từ đầu rồi. Cái tâm lý của em không phải là tâm lý đi nhậu, mà là tâm lý của một học sinh đi thi chuyên toán mọi người. Tỉnh táo vô cùng. Ok. Và cái điều cuối cùng em muốn nói với mọi người như thế này. Trong cuộc sống này á, ai cũng có những cái suy nghĩ riêng, đúng không? Tất cả những người ở đây nãy giờ ngồi xem em, có một số người sâu sắc. Họ xem em và họ rút được những cái thông điệp trong cuộc sống của họ. Nhưng mà từ nãy giờ vẫn có một số người họ xem em, từ nãy tới giờ họ vẫn không rút được bất kỳ cái thông điệp nào cho họ hết. Nhưng đối với em khẳng định đây là một bài diễn không có thông điệp. Cuộc sống áp lực lắm rồi, bớt thông điệp lại. See you again, cảm ơn mọi người. Welcome! Chào mọi người! Yeah!